Bonsai kỳ rau anh thân chào của nhà mình luôn nha. Hôm nay tiếp tục lại album nữa nha mọi người. Đây, hôm nay có đơn hàng đi cho anh Phong này. Địa chỉ là tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố Lại, Yên Thế, Bắc Giang này mọi người. Anh Phong cho em anh Hà bom, anh vé bom đầu năm này. Đó. Mọi nhìn thấy rồi chưa? Địa chỉ của anh Phong này. Lý do anh bom đây là nói là tiền ship nhiều mọi người. Nó nói em là anh tiền ship bán coi, anh tiền coi rồi anh tiền ship nữa là anh bom. Anh vô Zalo tiền nhắn Zalo, anh nhắn một câu xanh giường là tiền ship 42k cho anh bom, cho nhớ. Đó, anh nhắn một câu nói vậy. Em vô là em không biết chuyện gì, vô thấy đọc cái tin nhắn là tiền ship 42k cho anh bom cho nhớ. Đó, nhưng mà cái đơn hàng đây là tổng giá trị của nó, tổng cái coi ngân hàng đó là coi Hải Châu nha, lùng lực nha. 100k cộng tiền ship 42k nữa này, đây. Rồi khối lượng là 1 ký, 1 ký, 1 ký 4 nha, 1 ký 4 mà em gói rất là gọn này, đây. 1 ký 4 mà 42k đi Bắc Giang mà nó bảo là em ăn tiền ship. Đó. Tổng là 142k này. 100k cộng ship này, nó báo là anh tiền ship luôn. Đó, anh tiền ship luôn là cho bom hàng. Đấy, anh em vô mua bán coi cánh, coi cổ đồ hay là hàng hóa trên mạng thứ, nghĩ thứ em mới ăn được cái tiền ship không? Đúng không? Trường hợp là em bao ship thì em mới ăn được tiền ship. Còn cái đó là em cộng ship, là bên quản chiến dịch vụ, cái đó là dịch vụ là Việt Nam Box, là của bưu điện mọi người. Cái đó cộng ship là em chỉ lấy được cái tiền hàng, tiền coi thôi, còn cái tiền mà quản chiến thì bên quản chiến người ta thu, chứ cái đó em không có liên quan hết. Người ta thu có trọng lượng, kích thước, chiều cao, cân nặng gì đó, công cần rồi đó người ta tính, chứ còn em cũng không có xen vô cái chuyện tiền ship được. Đó, nhưng mà em làm lúc đóng hàng đi là em cũng phải làm cách nào cho được cái gói hàng nó rất là nhị gọn đó. Nhị gọn một cách tốt nhất có thể để cái tiền ship nó giảm lại ít, càng ít cho càng tốt cho mọi người. Chứ không phải là em ráng em làm cầm cờn ra để cái tiền ship nó nhiều được cái gì đâu, đúng không? Nói tâm lý ai cũng vậy, mình cũng sót, mình bỏ cái tiền ra mình mua cái coi mà cái tiền ship nó cao thì mình cũng rất là sót. Đó. Nên rất bất xúc mọi người. Anh vô anh phán câu xin giường luôn. Chút nữa em quay cái cuộc trò chuyện của em cho với anh Phong cho mọi người xem nha. Đó. Anh vô nói một câu nói vậy không? Nói là tiền ship nhiều, anh coi rồi, anh tiền coi rồi, anh tiền ship nữa, bom hàng cho mình cho nhớ, đó, sùng mếu chưa? Trường hợp là em bao ship, ví dụ như cái đơn hàng đây là 100k, cái coi tiền coi là 100k đúng không? Còn cái tiền ship là 42k, nhưng mà em nói bao ship, em nói là 150 bao ship đúng chưa? Thì 42k là tiền ship, còn 8k đó thì em ăn, cái đó là em ăn được, còn cái đây là em cộng ship, để em chỉ lấy được tiền coi thôi, đúng chưa? Làm gì mà em ăn được tiền ship? Cô chú anh chị nào cũng là người mua bán hay coi hay mua bán hàng hóa trên mạng này, vô comment bình luận thôi. Bình luận cho em nghi thứ có làm gì có vụ ai mà ăn được tiền ship mà nói là em dỡ thủ đoạn rồi ăn được tiền ship. Nó báo là ông ấy là cũng là người mua bán hàng trên mạng, cũng là mua bán hàng online, ông ấy biết thủ đoạn, ông muốn ghi tiền ship bao nhiêu ghi đấy. Cô chú anh chị nào vô coi thử làm gì ai nói làm gì có vụ gì có chuyện mà tiền ship muốn ghi bao nhiêu ghi. Trường hợp là người bán vừa bán hàng rồi vừa làm bên dịch vụ dẫn chuyển hàng luôn thì ăn được tiền ship, chứ cái đó làm gì, cái này bên dịch vụ người ta dẫn chuyển làm gì mà em hợp tác được. Vô tiền ship 42k lý em nói bên quản chuyển là nó hồ 70k tiền ship, còn em chia cho em 30, còn 40 là bên quản chuyển hay sao, đúng chưa? Nói cái chuyện nói vô lý đó. Cái này một cái Hải Châu lùng lực nha, đi ngày 13 tháng 12, nay là ngày 10 tháng 1 rồi đó, 9 ngày 10 tháng 1 họ hòn về này, hòn về là ngày 30 tháng 12 này, nay 8-9 ngày thì tới rồi ngày chuyển hòn này. Đây lý do trễ hàng vậy nè mọi người, hẹn nhưng
Home sale gọi, home sale không ghi máy đó, gọi nhưng home sale không ghi máy này. Anh Phong. Người xem nha. Đập hộp nha. Đào cái coi nó rất là quắc quẻ cực khổ mọi người. Lên núi băng rừng vượt núi rồi kiếm được cái coi nó ưng ý về giao lưu với anh em. Đóng gói. Rồi kia về cắt cưa cắt rồi bao keo rồi đóng gói rồi gỡ đó anh em. Mọi người lấy được đồng tiền rất là chua, chua chát chứ không phải là nó coi bây giờ nó cũng khan hiếm đâu. Anh em mà đi đâu coi thì biết. Coi nó khan đi cả ngày cái búi mới kiếm được vài ba coi. Mà đâu có gì coi nào giao lưu được đâu, có coi giao lưu được, coi giao lưu không đó, bó hàng rất kỹ lưỡng này. Chứ đâu phải là coi nào về bán cũng được mà nhiều anh em không không biết. Không biết gì lại bom hàng bom hó đây. Làm thiệt hại biết bao nhiêu chi phí mọi người. Chưa, ai cũng như giời được nói gì mà anh em sống thôi. Em cũng cần phải ăn chứ. Anh mới sống được chứ. Đi đâu coi cũng phải đổ xăng đổ cổ, chi phí anh uống như đâu phải đổ xì đổ nước lạnh hay là ở đói mà đi được đâu. Đấy, chào giờ đây. Coi vẫn còn ấm ướt nha mọi người. Bi xèo hết rồi, bi xèo đồ cách hết rồi. Đồng ơi, khui hàng này. Hàng bi xèo đầu két này. Chưa? Gần một tháng trời rồi. Bi xèo rất là mạnh nha. Đó. Coi đây là một cái hải châu lùng lực lé nhỏ nha mọi người. Đây này, đế nữa dữ dậu luôn này. Khủng khiếp luôn nha. Đó, coi lùng lực quá bánh nha. Nửa lòng nào bom hàng đây 100k đó, 100k với 42.000 tiền ship. Thè rằng trường hợp anh nói là ở tiền ship nó nhiều, thè nói tiền ship nó nhiều thôi anh dám cho em 1-2 chục vậy đấy thì em sẵn sàng mọi người, sẵn sàng thì cũng hỗ trợ cho anh em đó. Đây lên nói câu nói xanh giường đó, thấy chưa, coi quá bánh rồi đây. Xèo bi này đi một tháng rồi ấy. Chưa lên mầm mà xèo đã bi hết rồi nha. Đó, đó. Rồi giờ em sẽ vô em cho mọi người xem cái cuộc trò chuyện của em với anh Phong nha, trên Zalo nha. Coi nói chuyện ngứa gan ấy. Rồi mọi người, giờ em sẽ vô cuộc trò chuyện với em với anh Phong nha, cho mọi người xem nha. Phong Trần. Đó. Rồi mọi người. Hình ảnh đại diện đây, đứng đây. Nhưng nó cũng không gõ lắm mọi người. Phong Trần đây. Cuộc trò chuyện đây, ngày 13 tháng 12 này là anh chốt đơn này, rồi ngày 15 mới gọi đi đem qua bên vận chuyển này. Anh nói nhắn tin này, khoảng mấy ngày em nhận được gọi anh, đây, Bắc Giang ấy, dạ, đây, nhắn trả lời của em, dạ tầm 4 đến 5 ngày anh nhé. Phí ship bao nhiêu anh? Dạ chắc tầm vài chục anh. Anh gửi qua bên nào? Dạ bưu điện anh. Anh bọc cẩn thận nhé, đừng để chết và xước coi, cách ngắn quá, không kết được nữa. Hi hi. Dạ, anh yên tâm nhé. Một trăm, đây đây đây, cái ngày anh nói nhận hàng được này mọi người. Ngày 13 là gỡ đi, ngày 15 là qua tới bên quận chiến. Thì tới ngày 23 tháng 12, lúc 9 giờ đêm, anh nói nhắn tin này. 142k thì anh bom đi, đấy. Người thấy không? Anh nói vô. Vô lý. Tự nhiên vô nhắn một cầu xanh giường là 142k anh bom đi. Đấy. Thì vô nhắn nó hỏi sao tiền ship nó cao giữ anh. Sao có gói hàng nó nhỏ nó chút là sao tiền ship cao anh bớt em chút ít gì đó được không. Nên là nói sao chứ. Vô nhắn tin một cầu xanh giường luôn. 142k tiền bom đi em không biết chuyện xảy ra luôn. Em vô nhắn hỏi là dạ sao anh. Đó, anh trả lời này. Coi bí bằng ngón tay mà phí 42k. Đấy. Thì tôi cho anh bom cho nhớ. Ờ, nhớ ông nậu ông kia nhớ đấy không đấy, không biết là nhớ cái gì nữa vô nhắn này. 142k thì tôi cho anh bom cho nhớ đấy. Em trả lời này, dạ phí đấy bên vận chuyển thu chế có phải em đâu ạ.
Tôi cũng bán hàng online đấy. Thà rằng là những người không mua bán nha mọi người thì em không nói, còn đây cũng là anh em mua bán hàng online trên mạng là cũng biết đó. Cái chuyện mà em cũng không hỏi là nó mua bán cái hàng gì, mua bán hàng online nó rất là nhiều mặt hàng, đâu phải là cái hàng mỹ phẩm hay là quần áo gì đó. Cái đó là nó tiện, nó gọn mọi người, cái đó nó dễ. Còn cái coi cánh là nó cồng kềnh, nó coi cao coi thấp, rồi kích thước cân nặng nồi kia, nó không phải như là cái hàng các cái mặt hàng khác đó. Tôi cũng bán hàng online, tôi có thể ghi phí ship bao nhiêu cũng được đấy, mọi người vô vô bình luận thứ. Anh em nào mua bán hàng vô thứ vô bình luận thứ là cái tiền phí ship đó muốn ghi bao nhiêu phải được, phải không? Anh em nào có chiêu trò gì ghi không, chứ còn em mua bán mới năm giờ em không biết ghi cái tiền ship bao nhiêu đó. Cái chuyện đó là bên quản chiến biêu điện. Trường hợp là cái coi đấy, cái đơn hàng đó là 200k đúng không? 200k, giá trị 200k, nhưng mà em nói em hô lên 300k bao ship đúng chưa? Mà thiệt ra cái tiền ship nó có 20-30k, đó là em ăn 70-80k. Cái đó là em bao ship là em ăn được, còn dư đồng này em ăn thiếu thì em chịu đúng chưa? Còn cái đó là em cộng ship thì bên vận chuyển người ta thu, còn hàng hóa người ta nhận được rồi về người ta chỉ tính cái tiền hàng cho em thôi, còn tiền ship đó người ta thu cho em làm gì, em dính ngàn nào chia em ngàn nào được đúng chưa? Mà ông nói tôi có thể ghi phí ship bao nhiêu cũng được đấy, bạn muốn ăn bom không? Em muốn, bạn muốn ăn bom ok. Rồi em trả lời là dạ, mà phí đó có phải em nói đâu anh, em chỉ lấy tiền coi thôi, còn anh thích bom thì anh bom chứ em có nói gì đâu. Đã mua coi nhỏ để phí ship ít rồi, tôi ship cho khách hàng mất có 20k toàn quốc đấy, toàn quốc nhí đấy, mọi người xem thôi. Cái hàng cái hàng mỹ phẩm hay quần áo gì ấy, thì nó có giá nó hết rồi mọi người. Như một tip hay là hai ba hộp gì đó, nó nhỏ đó thì nó có giá, cái mức giá của nó hết rồi. Còn cái đây là cái coi nó cồng kềnh, coi to coi nhỏ, coi dài coi thấp đó, coi cong coi quẹo, mình đóng nó có thể nó kích thước nó chênh lệch lẫn nhau. Ở đâu có nó mà cố định, nó nhất định là nó kích thước nó đồng đều đâu, mà ông nói là 20k ship toàn quốc. Anh em nào mua bán như coi cánh là ship 20k ship toàn quốc làm sao ship đúng chưa? Anh nói ngu vậy, mua bán cũng là người mua bán mà anh nói ngu dốt vậy, thứ vậy mà mua bán. Bạn bán hàng muốn anh kéo ship thì còn lâu mới bán được hàng đấy, thấy nói em nóng méo mà không biết nào hơn, nói gì hơn mọi người, không lý do cãi lộn quýnh lộn nè đúng không? À, thôi mình xuống nước cho rồi, nói gì nói chứ hơi đâu, mình cũng hơi sức đâu mình nói chứ những người tào lao vi lát. Dạ em đã nói số tiền bên ship, tiền ship bên bưu điện họ thu chứ em làm gì lấy được tiền ship, nếu anh đã nói giỏi thì thôi. Xin lỗi, tôi là người bán hàng online nhé, tôi biết các chiêu trò nhé. Đó chiêu trò thì mọi người, anh em nào mua bán hàng online biết chiêu trò thì em bó chiếu luôn á, không biết chiêu trò gì luôn, biết ông ấy chiêu trò gì không? Biểu ông, anh em nào vô nhắn biểu ông ấy chỉ chiêu trò, họ lấy tiền ship cho cao nha, đừng có lừa gà, tôi không phải gà, thấy chưa? Nóng mếu không mọi người, em xuống nước, em không bao giờ em dám lăn nước rồi, cố gắng năn nỉ hết sức. Dạ trò gì anh, cái này là em cộng ship chứ phải em bao ship đâu mà em ăn được tiền ship anh, em nói anh hiểu không? Đó là anh trả lời này, tôi có thể ghi 100k tiền hàng và 200k cộng 200k tiền tổng thu về đấy, mọi người thấy không? Không biết ông quản chiến bên cái em, bên quản chiến ông là bên nào hay là ông tự quản chiến mà ông ghi bao nhiêu ghi, cái chuyện đó là em không hiểu không biết được mọi người. Dạ nếu anh nhất quyết không nhận hàng thì thôi ạ. Ông ấy mới nói này, 92k ké ship phạt cho nhớ. Thôi nó ngứa gan không, từ 140 100k tiền hàng chỉ cộng 42k tiền ship, bây giờ nói giảm xuống còn 92k là tính ra còn có 50k tiền cái coi rồi mọi người, là còn cộng 42 tiền ngàn tiền ship nữa là 92k ké, 92k ké ship phạt cho nhớ, phạt cái ông nậu ông á, không làm cái gì phạt, không nói gì thâu chứ làm như phạt, giao thì giao không giao thì hòn về. Em mới trả lời dạ chắc giao không được đâu anh, vậy thì báo bưu điện hòn về đi. Em mới nhắn tin nóng béo này, thà đêm về làm cuối đung chứ không có chuyện đó xảy ra đâu anh. Ok, thấy chưa mọi người, ngứa gan không? Tôi không thiếu chỗ mua giá hợp lý coi to, đó, thấy chưa? Giờ nói con nói sao? Con người giỏi mà làm gì mua bán được chỗ nào mọi người? Mua chỗ nào thì cái tiền ship nó cũng bao nhiêu đó thôi chứ ai ăn ai bớt được đồng nào đấy. Mình nói con nói đấy. Đã bán đất còn đòi anh kéo tiền ship thì anh bom là phải rồi, cười khẽ khẽ, đó, thấy chưa mọi người? Thứ gì không phải thứ nhật mà, cái thứ đó là cái thứ hai, thứ ba chứ không phải thứ nhật. Em nhắn tin trả lời này, dạ số phận đã an bài, biết sao giờ anh. Shop muốn coi đi du lịch nhiều không? Báo mình nhí, nói thôi, giờ còn giỡn trò nói muốn cho coi đi du lịch nữa. Em nhắn tin là ok anh.
mình còn 10 số điện thoại hăm dò nè mọi người, mình còn 10 số điện thoại cho 10 nơi ké nước, đúng chưa? Đó, hăm dò là cho bom em 10 còn 10 số điện thoại nữa cho hàng hóa em đi hết khắp mọi miền Tổ quốc mọi người. Em nhắn tin nè, chi anh rầu có chết ai đâu mà sợ đó, nếu anh làm như thế mà cảm thấy vui sướng thì về sáng khói đầu óc thì anh cứ phát huy, im luôn không thể trả lời nữa mọi người đó. Thì em sau cái cuộc trò chuyện đó thì em sâu chuỗi lại mọi người, em sâu chuỗi lại là cái tên này là cũng không phải là hàng hóa gì, cái tiền ship cái gì đâu, nó dở trò ra ưng đặt cho vui mồm mọi người, bắt đầu dở trò ra để giảm cái tiền hàng như cái tiền phí ship xuống á, để nhận này để mình sợ mình bị bom đó, mình bị bom mình để hạ tiền xe tiền coi xuống cho nó nhận á. Anh em nào mà yếu yếu dưới là hạ xuống liền cho nó nhận liền, em thề em để làm cuối đung để giờ em trong cuối nó bên tét, không bao giờ em bán những cái đối tượng đó nha mọi người, đừng nhớ những cái chiêu trò mắc gì đấy, danh dự một câu luôn đó. Được. À, mọi người, em đã cho mọi người xem cuộc trò chuyện với anh Phong đấy. Sau chuỗi cái cuộc trò chuyện lại là em thấy cái tên này không phải là hàng hóa cái phí ship deck đó gì đâu. Nói là ưng nó đặt cho vui mồm thôi. Xong rồi kiếm chuyện nó để giảm cái chi phí cái tiền coi xuống đó. Xong rồi tiền ship xuống để nhận thâu, anh em nào yếu dưới kêu thâu trẻ gì coi nó cũng chết hay là nồi kêu nồi khác nói thâu bao nhiêu cũng giao chấm cho rầu đó, đó là chết chín bỏ giống liền đúng chưa? Em không đâu, em đem về em trồng nó sống rồi làm cánh, chết rồi làm cuối đó, coi như thế này đế đấm này, đấm nữa 25 giờ lùng lực này thấy chưa, bán chỉ 100k thôi, đi mòn đường đi lên núi đèo mòn đường chết có đem về bán 100k đó, bó hàng hóa rất cẩn thận này cho nó khác bi sẹo đầu két đâu hết này đó, giờ mà bom nói 50k 50k 100k giảm còn 50k, biểu 50k thì lói thấy ngứa gan không, nóng miếu không đó, rất là bức xúc mọi người đó. Thì anh em là mua hàng thì cân nhắc nha, cân nhắc cái chuyện phí ship với coi cụ này kia giá cả nhằng nhé, lên rủi ro thì rất là khổ đó, khổ cả đầu bên luôn, đầu rễ cũng bị sẹo này, ngày hết tết tới rồi mọi người, làm anh như thế này thì tiền bạc ở đâu mà tiêu tết nó bị sẹo đâu cách luôn này, tết về tao nhà đá rồi còn làm anh cứu đây, ai cũng như ai giờ thôi chứ làm gì có tiền mà ăn cháo luôn, cho đừng nói ăn cơm nha mọi người đó, thấy chưa, nhiều cái đối tượng giờ chứ nhiều lúc mua hàng thì bên mua bên bán thì sợ bên mua bom thì biếu cọc 2-3 chục 5 chục rồi đó để lấy lòng tin, thì bên mua thì rất là sợ, còn người bán thì sợ người mua bom, ai cũng sợ ai hết mọi người, mà mình tin tưởng nhau mà mình sống thôi đó, chứ mà lừa nhiều chứ ai đi lừa 2-3 chục đúng chưa, ai đâu mà rảnh mà đi lừa lấy 20-30 ngàn làm gì, để lấy lòng tin thôi, nhiều đối tượng như thế này thì biểu làm sao mà không mất lòng tin được mọi người đó, đặt lòng tin vào mọi người làm mất lòng tin quá nó thấy chưa, mất lòng tin rồi. Em xin kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp ta kéo mọi người trong video tiếp theo, tất gặp làm anh thua lỗ hàng trăm tỷ bạc, gặp những cái đối tượng không ra gì nữa đây chết cả đám.